À, đây là một đĩa bào ngư Úc sau khi mà mình đã hấp xong hết mọi người. Thì cả nhà mình có thể cắt thái mỏng ra để mà mình sử dụng, mình chấm với lại muối ớt chanh hoặc là muối ớt xanh hoặc là muối tiêu chanh gì đó, là tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Hello mọi người, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà mình cái cách để làm sao mình hấp bào ngư ngon, giòn và ngọt ha, để không bị dai. Tại vì có nhiều người nói là bào ngư rất là dễ bị dai, thì nhiều khi mình cũng không biết cách để mà mình hấp á. Thì hôm nay Hiền sẽ giới thiệu với cả nhà nha. À, đây là một dĩa bào ngư sau khi mình đã được làm sạch. Đây là bào ngư Úc viền xanh nha mọi người. Mình đã làm sạch bào ngư xong. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào công đoạn mình hấp ha. Đầu tiên là mình cho nước vào ha mọi người. Hấp cũng khá là nhanh cho nên là mình chỉ cần sử dụng một lượng nước vừa phải thôi, không cần phải quá nhiều đâu. Rồi sau đó là mình sử dụng cái đồ để mà mình hấp ha. Cho vào bếp, mình bật bếp lên. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm muối để mà mình chấm ha. Mình sẽ cho vào một chút xíu đường, chút xíu ha, bột ngọt nha, tí thôi ha. Rồi mình sẽ dã nhuyễn cái phần này lên. Hay là muối chanh mình tự làm, cả nhà mình có thể sử dụng muối ớt xanh làm sẵn cũng được nha. Đó. Sau khi mình hấp trong khoảng tầm 3 phút á, thì bắt đầu mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Bắt đầu mình sẽ tắt bếp. Đó. Bào ngư đã chín rồi ha mọi người. Tầm 3 phút thôi nha. Mọi người lưu ý là không có được hấp quá lâu nha mọi người. À, đây là một đĩa bào ngư Úc sau khi mà mình đã hấp xong hết mọi người. Thì cả nhà mình có thể cắt thái mỏng ra để mà mình sử dụng, mình chấm với lại muối ớt chanh hoặc là muối ớt xanh hoặc là muối tiêu chanh gì đó, là tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Đó thì đã xong ha, chỉ trong vòng 3 phút thì mình đã hấp xong món bào ngư Úc viền xanh như thế này. À, trước mặt mình là đĩa bào ngư đã hấp sẵn ha, kèm với lại chén muối ớt chanh siêu hấp dẫn rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng cho cả nhà mình xem ha. Tại vì con bào ngư Úc nó khá là lớn cho nên là mình đã cắt lát ra từng lát như thế này ha. Mình cắt lát như thế này rồi bắt đầu mình chấm với lại muối ớt chanh ha, hoặc là muối tiêu chanh cũng được luôn, cả nhà mình thích sử dụng cái nào cũng được hết. Đó, bắt đầu mình ăn ha. Siêu ngon luôn á, giòn giòn và mềm và rất là ngọt luôn đó cả nhà. Cả nhà hấp giống như mình á, khoảng tầm 3 phút thôi nha cả nhà, đừng có hấp lâu là nó bị dai. Cái vị ngọt rất là tự nhiên luôn, kèm với lại chua chua của muối chanh nè, vị cay cay của ớt nó rất là ngon luôn. Nó cái thịt nó rất là dày ha mọi người. Mọi người cả nhà thêm cái con bào ngư nữa, thịt nó rất là dày nè. Đó, mình cắt ra được rất là nhiều luôn á mọi người. Rồi em chúc cả nhà mình thành công với cái món bào ngư Úc viền xanh hấp, hoặc là tất cả các loại bào ngư mình hấp đều được ha mọi người. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều.